Thưa quý vị, theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An, trong năm 2024 sẽ có thêm gần 88.500 căn nhà được xây dựng mới với tổng diện tích sàn trên 12 triệu mét vuông. Trong đó bao gồm nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư, nhà tái định cư, nhà công vụ, nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng và nhiều nhất là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân. Dự kiến nhu cầu quỹ đất để xây dựng các loại hình nhà ở năm 2024 là 4.900 hectare, với tổng nguồn vốn dự kiến là khoảng 96.000 tỷ đồng. Qua đó, nhằm huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu cải thiện chỗ ở của nhân dân.